Sau gần một năm vắng bóng, Nguyễn Công Phượng đã trở lại đội tuyển Việt Nam. Để chào mừng sự kiện này, Yokohama FC đã gửi đến Công Phượng một dòng thông điệp chúc mừng. Trên trang chủ, bên cạnh bài viết về quyết định triệu tập Công Phượng của đội tuyển Việt Nam, Yokohama FC nhắn nhủ, hãy cố gắng hết sức. Công Phượng trở thành tuyển thủ duy nhất trong đội hình Yokohama FC được triệu tập ở đợt FIFA Day này. Câu lạc bộ J-League 2 cũng có một số tuyển thủ khác, nhưng tất cả chỉ khoác áo đội trẻ Nhật Bản, từ U17 đến U23. Trường hợp của Công Phượng tại Yokohama FC khá giống với những gì Quang Hải từng trải qua tại Pau FC. Sự trở lại của Công Phượng giúp huấn luyện viên Chu Dê có thêm lựa chọn cho hàng công. Điều này cũng phản ánh một thực tế đáng lo là đội tuyển Việt Nam thiếu chân sút đạt phong độ cao. Trong số những tiền đạo của huấn luyện viên Chu Dê, Tuấn Hải là người ghi bàn tốt nhất từ đầu chiến dịch 2023-2024 với 7 bàn, gồm 3 bàn tại V-League thì lại dính chấn thương, không thể lên tuyển. Trong khi đó, Văn Toàn và Tiến Linh chưa thể duy trì phong độ ổn định. Ở V-League mùa này, Văn Toàn mới có 3 bàn, còn Tiến Linh là 4. Chân sút nổi tốt nhất đội tuyển hiện tại là Quang Hải với 5 bàn thắng. Trong quá khứ, Công Phượng lại khá có duyên với Indonesia. Anh từng ghi 2 bàn vào lưới đội tuyển này vào các năm 2016 và 2021. Cùng với Lào và Malaysia, Indonesia là một trong 3 đội tuyển từng bị cừu chân sút Hoàng Anh Gia Lai chọc thủng lưới 2 lần.